bạn đọc thân mến, chào mừng các bạn trở lại với chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thân mến, thời gian đã lùi xa nhưng tầm dốc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tháng 8 năm 1945, chớp thời cơ chiến lược ngàn năm có một, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa long trời lở đất, giành chính quyền trong cả nước, dựng lên một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020, Thư viện tỉnh Đồng Tháp mời các bạn tham gia chương trình kỳ thứ 2 mang chủ đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử, quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia, quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian, bắt đầu lúc 9 giờ thứ 2 ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến 9 giờ chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Hình thức tham gia, trực tuyến. Bước 1. Đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2. Xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video clip theo cấu trúc 1A, 2B, 3C, đồng thời dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Và ngay bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1. Ngày cách mạng tháng 8 thành công là ngày tháng năm nào? A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945. B. Ngày 18 tháng 9 năm 1945. C. Ngày 18 tháng 8 năm 1945. Câu 2. Năm 2020 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9? A. 73 năm. B. 74 năm. Và C. 75 năm. Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào tại đâu? A. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại phủ chủ tịch. C. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang. Câu 4. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công ngày 6 tháng 1 năm 1946, sự kiện lịch sử trọng đại gì diễn ra ở nước ta? A. Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. B. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi kháng chiến. C. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Câu 5. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, trước sự kiện đế quốc Nhật Bản đảo chính thực dân Pháp để độc chiếm Đông Dương, Đảng ta đã ra chỉ thị gì? A. Nhật Pháp gây nhau và hành động của chúng ta. B. Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. C. Nhật Pháp đánh nhau và hành động của chúng ta. Câu 6. Trong bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn tuyên ngôn của những nước nào? A. Pháp và Nga. B. Pháp và Mỹ. C. Pháp và Nhật. Câu 7. Bản chiếu thoái vị của vua Bảo Đại được công bố vào ngày tháng năm nào? A.
ngày 2 tháng 9 năm 1945. B. Ngày 25 tháng 8 năm 1945. C. Ngày 23 tháng 8 năm 1945. Câu 8. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc được trích dẫn trong văn bản nào? A. Bình Ngô Đại Cáo. B. Nam Quốc Sơn Hà. C. Tuyên ngôn Độc lập. Câu 9. Đâu được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta? A. Nam Quốc Sơn Hà. B. Bình Ngô Đại Cáo. C. Tuyên ngôn Độc lập. Câu 10. Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào, tại đâu? A. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. B. Đầu tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. C. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tham gia trả lời câu hỏi của chương trình.